Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 3 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Thường trực tỉnh ủy giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và các ban chỉ đạo công tác dân vận quý 1 năm 2024 triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến người dân về thực hiện dự án đường kết nối di sản, xử lý cán bộ vi phạm quản lý đất đai tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tạo dư luận tốt trong nhân dân, cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi truy cập wifi miễn phí, chăm sóc vải lai trên sớm thời kỳ ra hoa đậu quả. Chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và các ban chỉ đạo công tác dân vận quý 1 năm 2024, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào dân vận khéo, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành viên các ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo. Trong quý 1, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác mặt trận, hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng, tham gia sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ, phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực ở cơ sở. Dân chủ được phát huy trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Phong trào thi đua dân vận khéo được các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, cách thức sáng tạo, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, khó khăn, đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đạt được trong quý 1, nhất là tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy một cách hiệu quả, thiết thực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Toản đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp nhân dân đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Về cái nhiệm vụ chung ấy, chúng ta phải thực hiện tốt cái việc là nhập đơn vị hành chính, quy trình các bước những việc gì phải lấy ý kiến nhân dân. Thì đề nghị các đồng chí là thuộc ngành lĩnh vực của mình có hướng dẫn thì các đồng chí là phối hợp thật tốt với ban tổ chức để làm sao chúng ta nghiên cứu sâu sát tình hình ở địa phương, ban chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở ở cấp huyện, cấp xã thì phải số xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức hội nghị tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là vấn đề thực hiện luật thi hành dân chủ của cơ sở. Các cấp, các ngành và các tổ chức là cùng phối hợp Mặt trận Tổ quốc làm sao chúng ta lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đại hội các cấp phải thành công với tinh thần quyết tâm cao nhất để chúng ta hoàn thành những nhiệm vụ của từng đơn vị và nhiệm vụ chung của chúng ta năm 2024, năm để chúng ta về đích nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, tại trụ sở Thành ủy Hưng Yên, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến người dân về thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, gọi tắt là đường kết nối di sản. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Dự án đường kết nối di sản do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài gần 56 km, đi qua 32 xã thuộc các huyện Văn Giang, Quái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến gần 9.280 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2027. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng tuyến đường kết nối các công trình di sản văn hóa tâm linh dọc sông Hồng, Thăng Long, Phố Hiến, Tam Trúc, Bái Đính, Chùa Hương, kết nối giao thông vùng Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện dự án trong toàn hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở, gắn với các phong trào thi đua, dân vận khéo, phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp dân, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các hộ gia đình trong diện thu hồi đất,
Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, phát huy vai trò giám sát, phản biện các nội dung liên quan đến người dân trong vùng dự án, đồng thời tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về các nội dung, chủ trương đầu tư, vị trí thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và các địa phương, về tác động môi trường khi triển khai dự án, công khai thông tin về chính sách, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân khi thu hồi đất. Kết luận hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị các địa phương trong vùng dự án tiếp tục quán triệt chỉ thị 15 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh, tập trung tuyên truyền tới cán bộ đảng viên và người dân tạo sự đồng thuận đối với chủ trương của dự án. Ban dân vận từ tỉnh đến cơ sở cần giao nhiệm vụ cụ thể cho các hội, đoàn thể trong phối hợp tuyên truyền vận động người dân. Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương đầu tư dự án theo luật dân chủ ở cơ sở, phối hợp với ban quản lý dự án cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các địa phương để hoàn thành việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo kế hoạch đề ra. Chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Năm 2023, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp và thường xuyên là Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ, công tác ngoại giao kinh tế đã có những bước phát triển mới theo hướng toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, khuôn khổ quan hệ với 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện được củng cố, nâng tầm, nâng cấp. Từ đầu năm 2023 đến nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác chủ chốt, nâng tổng số đối tác chiến lược toàn diện lên 7 nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, kinh tế, với trọng tâm là việc rà soát các thỏa thuận cam kết quốc tế, xác định các nội hàm trọng tâm và động lực cần tập trung thúc đẩy từ việc nâng tầm, nâng cấp quan hệ với các đối tác lớn, đối tác chiến lược. Các đại biểu cũng thảo luận đóng góp ý kiến về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế là tập trung đôn đốc, thúc đẩy các thỏa thuận với các đối tác, nhất là trong các lĩnh vực mới như bán dẫn công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Thưa quý vị, sau hơn một năm bị khởi tố, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa đưa ra xét xử 9 bị cáo, nguyên lãnh đạo công chức xã Dị Sử, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào về 3 tội danh: lạm quyền trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai. Đây là một trong các vụ án được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên đưa vào diện theo dõi và chỉ đạo ngay từ đầu. Từ năm 2000 đến năm 2019, để có nguồn kinh phí cải tạo, xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn xã, Ban chấp hành Đảng bộ xã Dị Sử qua các thời kỳ gồm nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, công chức tài chính, thủ quỹ, địa chính xã Dị Sử họp bàn thống nhất và ban hành nhiều nghị quyết phối hợp với cấp ủy chính quyền các thôn bán đất trái thẩm quyền với tổng số hơn 72.000 m2 đất ao Tùng Vũng, gây thiệt hại hơn 6,4 tỷ đồng. Gia đình anh Phạm Tuấn Anh là một trong 50 hộ ở tổ dân phố Tháp đang sở hữu thửa đất giao trái thẩm quyền có diện tích 90 m2. Đến nay, khoảng một nửa trong số đó đã được làm nhà ở nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Có phiếu thu rồi, có xác nhận của xã rồi, có địa chính rồi, có chủ tịch ký rồi. Tôi là người dân thì tôi chỉ biết mua của cái anh ấy, còn ai làm sai đến đâu thì người ấy phải chịu. Cuối tháng 2 năm 2023, các cán bộ, nguyên cán bộ tại phường Dị Sử đã bị khởi tố. Vụ án này ngay từ đầu được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên đưa vào diện theo dõi và chỉ đạo. Do tính chất phức tạp của vụ án, vì liên quan đến quản lý đất đai, tài chính của nhiều nhiệm kỳ, nên phải sau một năm, các ngành làm án của tỉnh hoàn thành hồ sơ cáo trạng. Ngày 26 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử sơ thẩm. Các bị cáo lần lượt bị xử phạt tù từ hơn 2 năm đến gần 5 năm tù cho các tội danh. Bản án đã tạo được dư luận tốt trong nhân dân địa phương. Về cái nhận thức của các đồng chí nó có cái hại, cho nên cái sự mà quản lý đất đai và tài nguyên nó không được chắc chắn, nó xảy ra như thế. Chúng tôi thấy rằng cái xử như thế thì phải nói là cũng đúng người đúng tội thôi.
nhiều người dân tại địa phương đã đến xem xét xử vụ án hoặc xem qua các phương tiện thông tin đại chúng đều rất đồng tình với việc khởi tố, xét xử đúng người đúng tội danh cũng như hợp tình, hợp lý của bản án. Qua cái sự việc đó là chúng tôi thấy có tính chất răn đe các xã khác, nói chung là có những ý đồ làm như thế thì cũng lấy cái trị xử là để làm cái gương. Về vấn đề cán bộ chủ chốt ở địa phương lên nâng cao cái trình độ quản lý, đặc biệt là quản lý về đất đai để cho làm sao cho nó được đúng với đường lối pháp luật. Lãnh đạo phường Dị Sử và ban chỉ huy các tổ dân phố để sát sườn với việc quản lý đất đai để đầu tiên phát hiện ra các sai phạm và có chức năng ngăn chặn vi phạm đất đai, cũng coi đây là một bài học xương máu trong công tác quản lý cán bộ, đặc biệt là quản lý đất đai. Đối với chúng tôi thì cũng nhận thức đây là bài học đáng phải ghi nhận đối với phường Dị Sử nói riêng và với các địa phương nói chung trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì cần phải làm tốt cái công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là cái công tác quản lý nhà nước về đất đai để tránh những cái sai lầm, những cái sự việc đáng tiếc như là việc đã xảy ra trên địa bàn phường Dị Sử trong những năm vừa qua. Và chúng tôi cũng đã đưa ra chi bộ nhắc nhở đến đối với trong chi bộ tất cả các cái đảng viên, đề nghị tất cả các đồng chí cũng là mang tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. Có những cái phát sinh nào thì là vi phạm thì đều phải có những cái vấn đề là nhắc nhở, nếu mà không được thì báo cáo cấp trên để kịp thời và cái việc là ngăn chặn không để phát sinh. Theo Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, những vụ án như thế này ngay từ đầu đã được Ban chỉ đạo đưa vào diện theo dõi và chỉ đạo bởi tính chất của vụ án cũng như dư luận địa phương sở tại rất quan tâm theo dõi vì vụ án để xảy ra quá trình dài liên quan đến nhiều cán bộ chủ chốt của địa phương. Trong thời gian qua đưa 7 vụ án và một vụ việc vào diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Đây là những vụ án vụ việc bức xúc dư luận xã hội quan tâm. Trong tháng 3 vừa rồi thì đã xét xử 2 vụ án, đó là vụ án về lạm quyền trong thi hành công vụ, Dị Sử trong vấn đề là bán đất trái thẩm quyền. Vụ án thứ hai là vụ án vi phạm của các cái cán bộ văn phòng đăng ký đất đai của huyện Khoái Châu, Tiên Lữ rồi là thành phố Hưng Yên. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên đã đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến sai phạm lạm quyền trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tội tham ô, tham nhũng vặt của cán bộ công chức viên chức gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu trong nhân dân. Một số sai phạm dù đã được cảnh báo nhắc nhở, song vẫn mắc phải và lặp đi lặp lại nhiều lần. Chính vì vậy mà việc khởi tố, đưa ra xét xử các vụ việc này là rất cần thiết để lập lại kỷ cương, kỷ luật và lòng tin trong nhân dân. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, Nghị định 76/2023 của Chính phủ quy định một số điều của luật phòng chống bạo lực gia đình. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe lãnh đạo vụ gia đình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phổ biến luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, trong đó nhấn mạnh luật hướng tới hoàn thiện thể chế về công tác phòng chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người theo Hiến pháp năm 2013, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình về lĩnh vực này. Hội nghị cũng đã tập huấn quy trình triển khai thi hành luật, phối hợp hỗ trợ can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc kinh nghiệm thực tiễn cho công tác phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương. Luật căn cước được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trong đó có những điểm mới đáng chú ý sau. Đổi tên căn cước công dân thành căn cước, bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước đặc điểm nhận dạng thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú, chứng minh nhân dân chín số của công dân sẽ hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi, bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi không thu nhận thông tin, nhận dạng và trình xác học. Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên.
thông tin tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quy định. Mạng Wi-Fi công cộng giúp chúng ta thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm thông tin, học tập ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà mạng Wi-Fi miễn phí mang lại thì có rất nhiều mối nguy hiểm nếu như bạn không sử dụng đúng cách. Bên cạnh các hình thức lừa đảo, giả danh cán bộ để gọi điện hù dọa lừa đảo, giả danh người thân nhờ chuyển khoản, thông báo số thuê bao hết hạn để cung cấp thông tin, thì thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng dẫn dụ truy cập website lừa đảo bằng Wi-Fi miễn phí. Đánh vào tâm lý, nhiều người có thói quen hỏi mật khẩu để truy cập vào các mạng Wi-Fi miễn phí tại các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê. Đối tượng lừa đảo sẽ dụ dỗ người dùng truy cập vào website lạ có mã trúng thưởng. Nếu tiếp tục truy cập theo chỉ dẫn, sẽ dễ dàng bị nhiễm mã độc ẩn chứa vô số rủi ro, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin cá nhân và túi tiền của người dùng. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dùng di động cần cảnh giác khi truy cập các hệ thống Wi-Fi mới, đặc biệt tại các địa điểm công cộng, bởi khi đó kết nối của người dùng sẽ phụ thuộc vào cài đặt của cơ sở cung cấp Wi-Fi. Trong trường hợp có các thông tin lạ, người dùng nên bỏ qua. Đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện các giao dịch quan trọng trên các mạng tin tưởng như Wi-Fi tại nhà, ở công ty hay mạng 3G, 4G từ điện thoại. Thời điểm này, cây vải lai chín sớm trên địa bàn huyện Phù Cừ đang trong thời kỳ ra hoa đậu quả. Để có được vụ vải năng suất, chất lượng tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cao, người nông dân trong huyện đang tích cực thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp để chăm sóc cây. Hợp tác xã nông nghiệp Sơn Minh Tiến hiện có 17 thành viên với diện tích trên 40 ha trồng vải lai chín sớm. Những ngày này, các thành viên hợp tác xã luôn tất bật trên những vườn vải để chăm sóc bón phân. Theo kinh nghiệm, muốn cho cây xanh tốt thì trong thời gian cây ra hoa đậu quả cần phải thường xuyên giữ ẩm cho đất. Nếu để cây thiếu nước, hoa sẽ rụng nhiều, nhưng nếu tưới quá nhiều nước, độ ẩm cao cũng sẽ làm cho hoa và quả non rụng nhiều. Để đạt được cái tỷ lệ quả cao như bây giờ đấy, thì là hợp tác xã đã phối hợp với bà con chăm sóc cho ăn phân hữu cơ và phun phòng trừ sâu bệnh, khuyến cáo bà con chăm sóc tỉa cành cho ăn đúng thời điểm để cho cây vải ra hoa đồng loạt và phát triển tỷ lệ hoa cái cao. Tam Đa là xã trồng vải lai chín sớm nhiều nhất của huyện Phù Cừ, với khoảng 300 ha và cho thu hoạch trên 250 ha. Tận dụng khi thời tiết nắng lên, hộ ông Nguyễn Đức Duyên luôn tất bật trên vườn vải lai rộng 5 sào để chăm sóc, phun thuốc bảo vệ thực vật để cây vải được phát triển tốt nhất. Năm nay thì thời tiết nó rét đậm rét hại kéo dài ngày. Hai nữa là điều kiện mưa nó không ít, làm sao nó không bị lấm mốc hoặc nó không bị sâu gióm ăn để hại cây vải. Người ta phun để làm sao cho nó được đậu quả nó tốt hơn, nó nhiều quả hơn. Thời gian này thì chúng tôi đang cung cấp nước và cùng với trạm chi cục bảo vệ thực vật thông báo về tình hình dự tính sâu bệnh để cho bà con phun phòng trừ, tập huấn một số lớp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây vải, tuyên truyền cho bà con thu hoạch đúng theo cái độ chín của quả vải để tránh mất chất lượng, người tiêu thụ sản phẩm người ta yên tâm và người tin tưởng vào cái sản phẩm của mình. Ngay từ đầu năm nay, huyện Phù Cừ khuyến cáo người dân chú trọng khâu chăm sóc cây vải giai đoạn ra hoa, đậu quả, bởi đây là thời kỳ quan trọng có vai trò quyết định đến năng suất và chất lượng quả. Giai đoạn này cây thường bị các đối tượng như bọ xít, dẹp muội, sâu đo, bệnh sương mai thán thư, nhện lông nhung gây hại. Cùng với đó, huyện đang lên kế hoạch tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Sáng nay, tại huyện Phù Cừ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4 với chủ đề Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống. Tại buổi hiến máu tình nguyện đã có gần 800 lượt là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân tại huyện Phù Cừ và các huyện lân cận tham gia. Ban tổ chức đã tiếp nhận được trên 520 đơn vị máu và chuyển đi để cung cấp cho các đơn vị y tế trong toàn tỉnh. Trong tháng 4 này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh phấn đấu 100% tổ chức và triển khai các hoạt động hiến máu tình nguyện. Dự kiến sẽ tiếp nhận 2.500 đơn vị máu để đáp ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.